Xin kính chào quý bà con. Thưa quý bà con, giá phân bón ngày 21 tháng 3 năm 2023, nhu cầu suy yếu, Việt Nam giảm nhập khẩu ure. Trước diễn biến giảm giá phân bón những ngày gần đây, Việt Nam cũng đã giảm nhu cầu nhập khẩu phân bón. Tính chung trong 2 tháng đầu năm 2023, lượng phân bón nhập khẩu của cả nước đạt trên 321.498 tấn, trị giá 124,31 triệu đô. Giá trung bình đạt 386,7 đô trên tấn, giảm mạnh 45,9% về khối lượng, giảm 56,5% về kim ngạch, giảm 19,6% về giá so với cùng kỳ năm 2022. Theo ghi nhận, trong những tháng đầu năm 2023, giá phân bón, nhất là giá ure giảm mạnh so với cùng kỳ. Theo các chuyên gia, mức giá này gần như đã chạm đáy. Giá ure có thể giảm tiếp trong thời gian tới do xuất khẩu từ Nga và Trung Quốc sẽ phục hồi. Chi phí đầu vào để sản xuất ure bao gồm than và khí tự nhiên giảm, nhu cầu ure còn thấp. Các doanh nghiệp trong ngành cho rằng xuất khẩu ure của Trung Quốc sẽ tăng trong năm 2023 do chi phí sản xuất cạnh tranh đối với các nhà máy ở nước này chạy bằng than so với các nhà máy chạy bằng khí đốt ở châu Âu. Không chỉ ở mặt hàng ure, một số loại phân bón khác như DAP, NPK cũng ghi nhận khó khăn những tháng đầu năm 2023. Ở khu vực Tây Nam Bộ, phân ure Cà Mau 520-550.000 đồng, Phú Mỹ 501-540, Bình Điền 501-540, ure Hà Bắc 501-540, Ninh Bình 501-540, Trung Quốc 501-550.000 đồng. Ure Indo hạt đục, ure Malaysia hạt đục và ure Brunei hạt đục đều có giá từ 501-550.000 đồng một bao. Phân DAP hồng hà xanh giá 1.250.000-1.300.000. DAP nâu ở Trung Quốc 64%, 900.000-930.000 đồng. DAP Trung Quốc vàng 64%, giá từ 1.000.000-1.030.000 đồng. Đình Vũ 830-880.000 đồng một bao. Đức Giang 830-880.000 đồng, Philippines 1.200.000-1.250.000 đồng, DAP Nga đen 64% giá từ 1.000.000-1.050.000 đồng, DAP Lào Cai 820.000-870.000 đồng, Hàn Quốc đen 1.350.000-1.450.000 đồng, phân Kali Miễn Cà Mau 700-750.000, Phú Mỹ 609-703. Ba Con Cò 708-802, Canada Miễn 608-703, Israel Bột 650.000-680.000 đồng, Israel Trắng giá từ 800-850.000, Belarus Bột 650-680.000 đồng, Belarus Miễn 608-703. NPK 16-16-8 Bình Điền 709-804, Cà Mau và Phú Mỹ 708-803, Ba Con Cò 900-950, Việt Nhật 765-800.000, Saramila Complex 12-11-18 660-700.000 đồng bao 25 kg, Hàn Quốc 16-16-8+9S 650-700, 16-16-8TE Việt Nhật 920-970, NPK 20-20-15 Ba Con Cò 1.195.000-1.240.000 đồng, Bình Điền 1.000.000-1.050.000, Sông Danh 1.050.000-1.100.000, NPK 20-20-15TE Bình Điền là 1.050.000-1.100.000, Phân Lân Xích Bê Lân Long Thành 220-208, Lân Văn Điển 250-209. Ở khu vực Đông Nam Bộ và Tây Nguyên, phân ure Cà Mau 560-600.000, Phú Mỹ 550-509, Bình Điền 504-509, ure Hà Bắc 504-508, Ninh Bình 503-507, Trung Quốc 550-507. Phân DAP hồng hà xanh giá 1.250.000-1.300.000, DAP nâu ở Trung Quốc 64%, 900.000-930.000 đồng. DAP Trung Quốc vàng 64%, giá từ 1.000.000-1.030.000 đồng. Đình Vũ 830-880.000 đồng một bao. Đức Giang 830-880.000 đồng. Philippines 1.200.000-1.250.000 đồng.
DAB Nga đen 64% giá từ 1 triệu cho tới 1.050.000 đồng. DAB Lào Cai 820.000 đến 870.000 đồng. Hàn Quốc đen 1.350.000 đến 1.450.000 đồng. NBK 20-20-15TE Bình Điền 975.000 cho đến 1.050.000 đồng. 20-20-15 Bình Điền 930.000 cho đến 970.000 đồng. 20-20-15 Ba Con Cò 1.050.000 cho đến 1.200.000. 20-12-7TE Bình Điền 950.000 cho đến 980.000 đồng. 18-86 Việt Nhật 870 đến 900.000. 18-86TE Việt Nhật 803 đến 808. 16-8-14-12S Việt Nhật 850 đến 900. 14-14-14 Philip 1.010.000 cho đến 1.050.000. 15-5-10-14S Lào Cai 506 đến 601. 16-88 Phú Mỹ 801 đến 850. 16-16-8 cộng 13S cộng TE Phú Mỹ 850 đến 890. 20-55 Bình Điền 700 đến 704. 17-19-9 cộng TE Phú Mỹ 809 đến 904. 18-4-22 TE Bình Điền 907 đến 1.010.000 đồng. 17-7-18 TE Cà Mau 804 đến 808. 17-7-17 TE Cà Mau 850 đến 808. 17-15-9 TE Phú Mỹ 803 đến 807. 16-16-8 Hà Lan 700 đến 707. Phân Lân Văn Điển 204 đến 209. Lân Lâm Thao 204 đến 207. Lân Đen 201 đến 206. NBK 16-16-8 Cà Mau và Phú Mỹ là 804 đến 809. Việt Nhật là 800 đến 806. Philip Korea 850 đến 900.000. 16-16-8 TE Philip Korea 806 đến 900. Phân Cali Cà Mau và Phú Mỹ là 900 đến 908. Cali bột Phú Mỹ là 907 đến 1.030.000 đồng. Phân SA, SA Nhật 308 đến 450.000. SA Trung Quốc 450 đến 408. SA Đài Loan 402 đến 407. Ở khu vực miền Trung, phân ure Cà Mau 550.000 đến 508. Phú Mỹ 504 đến 507. Bình Điền 504 đến 509. Ure Hà Bắc 504 đến 508. Ninh Bình 503 đến 507. Trung Quốc 550.000 đến 570.000. NBK 20-20-15 Song Danh 1.035.000 đến 1.090.000. Đậu trâu 1.070.000 đến 1.150.000. Bông lúa 904 đến 908. Ba Con Cò 1.110.000 đến 1.150.000. NBK 16-16-8 Cà Mau 707 đến 801. Phú Mỹ 706 đến 800. Lào Cai là 800 đến 804. Đậu trâu là 802 đến 850. Lâm Thao là 801 đến 808. Việt Nhật là 802 đến 850. NBK khác 16-88 Phú Mỹ 708 đến 802. 15-5-10-14S Lào Cai 508 đến 602. 20-12-7 TE Bình Điền 900 đến 950. 19-16 Sông Danh 802 đến 850. 20-66 Ninh Bình 707 đến 802. 13-13-13 Lâm Thao 802 đến 850. 16-8-16 Phú Mỹ 803 đến 808. 16-8-8 Lâm Thao 800 đến 850. Phân Cali Miễn Cà Mau 700 đến 750.000. Phú Mỹ 609 đến 703. Ba Con Cò 708 đến 802. Canada Miễn 608 đến 703. Israel Bột 650.000 đến 680.000 đồng. Israel Trắng giá từ 800 đến 850.000. Belarus Bột 650 đến 680.000 đồng. Belarus Miễn 608 đến 703. Phân Lân Lâm Thao 250 đến 209. Lào Cai 204 đến 208. Phân Điển 250 đến 209. Ở khu vực Đông Bắc Bộ, Ure Cà Mau 550.000 đến 508. Phú Mỹ 504 đến 507. Bình Điền 504 đến 509. Ure Hà Bắc 504 đến 508. Ninh Bình 503 đến 507.
Trung Quốc 550.000 đến 570.000. Phân DAP Hồng Hà Xanh giá 1.250.000 đến 1.300.000. DAP nâu ở Trung Quốc 64%, 900.000 đến 930.000 đồng. DAP Trung Quốc vàng 64%, giá từ 1.000.000 cho tới 1.030.000 đồng. Đinh Vũ 830 đến 880.000 đồng một bao. Đức Giang 830 đến 880.000 đồng. Philippines 1.200.000 cho tới 1.250.000 đồng. DAP Nga đen 64%, giá từ 1.000.000 cho tới 1.050.000 đồng. DAP Lào Cai 820.000 đến 870.000 đồng. Hàn Quốc đen 1.350.000 đến 1.450.000 đồng. NBK 13-13-13TE Bình Điền 806 đến 809. 16-16-8 Việt Nhật 802 đến 850. 16-16-8TE Việt Nhật 806 đến 809. 16-16-8 Ba Con Cò 809 đến 902. 16-16-8 Phú Mỹ 802 đến 850. 16-16-16 Ba Con Cò 803 đến 808. 16-16-8 Lộc Điền 803 đến 807. 16-88 Phú Mỹ 800 đến 804. 16-88 Lâm Thao 801 đến 850. Phần Lân Lâm Thao 207 đến 301. Lân Lộc Điền 209 đến 304. Văn Điện đến 250 và 280. Phần Cali Miễn Cà Mau 700 đến 750.000. Phú Mỹ 609 đến 703. Ba Con Cò 708 đến 802. Canada Miễn 608 đến 703. Israel Bột 650.000 đến 680.000 đồng. Israel Trắng giá từ 800 đến 850.000. Belarus Bột 650 đến 680.000 đồng. Belarus Miễn 608 đến 703. Giá tham khảo trên mỗi bao 50kg mua bằng tiền mặt nha bà con. Cảm ơn bà con đã theo dõi kênh. Xin kính chào và hẹn gặp lại.